Thưa quý vị, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vào hôm qua đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáu, cựu giám đốc CDC Bình Phước, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2019 trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Sáu thỏa thuận với Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, về việc tạm ứng trước kết xét nghiệm sinh hóa phẩm của công ty này để hợp thức hóa các gói thầu đã tạm ứng từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2021. Ông Sáu chỉ đạo Bắc Vân và một số nhân viên CDC Bình Phước làm hồ sơ thủ tục mua sắm ba gói thầu với Việt Á, tổng giá trị hàng hóa hơn 41,5 tỷ đồng. Trong đó, CDC Bình Phước đã thanh toán cho công ty Việt Á hơn 7,1 tỷ của gói thầu đợt 1. Theo cáo buộc, hành vi của Sáu Bắc và Vân đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng. Cáo trạng cho thấy, nhân viên công ty Việt Á chi 680 triệu đồng tiền hoa hồng cho 6 Bắc và Vân. Trong đó, Vân nhận 275 triệu đồng, 6 nhận 270 triệu đồng và Bắc là 135 triệu đồng. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài ra, gia đình Nguyễn Văn Sáu tự động nộp 100 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả, Vân nộp 20 triệu đồng.